này xô là khó ra thế nhỉ? Gì em? À, em đang kéo cái xô ra để lấy nước. Anh thấy có cách nào ra được không? Gõ mạnh lên ra gì đâu. Cầm này này. Cầm này này, gõ này xuống này. Này hả? Ờ, không cầm này này. Cầm này này, gõ này xuống này. Mạnh lên. Với cái với trường hợp mà xô mình dính cứng thế này á, anh chị cho mình chiêu tuyệt vời lắm. Em lấy anh một ca nước. Dạ, lấy ca nước. Anh đi lấy đồ nghề. Này phải dùng nước để trị, dùng thủy công và hỏa công. Mình là chuyên mình là mãng mộc. Đây anh ơi, chuyên dùng hỏa, chuyên dùng thủy nhưng mà lấy. Đây đây. Cái đây anh sẽ kêu một bên này nè. Dạ. Đổ nước vô nha. Đổ nước vô đây. Đã, bố kẹt này. Quay sát ra. Thôi rồi. Đó, cho thêm nước rồi thôi. Chờ tí nha, lấy đồ nghề nha. Đã. Vậy thì cho nước vào làm sao là ra nhỉ? Nãy mình gõ mạnh vậy mà không ra. Biết là sao cho nước không? Là sao anh? Thùng sơn mà dính cứng luôn rồi á. Mình cho nước vào xong bây giờ anh dùng đèn kho này. Dạ. Kho ở ngoài thì thùng sơn nó sẽ nóng lên. Nóng lên thì nước bên trong á nó cũng giãn nở. Vừa giãn nở ra, thứ hai là nó dư cái thùng sơn không bị chảy. Dạ. Thì khi mà giãn nở thì mình gõ một phát thôi. Gõ là ra ngay. Mèo hay rồi. Bao nó dính sơn luôn, nó cũng ra. Đấy, bây giờ mình lấy máy kho mình kho vừa cho nó hơ nóng đều lên. Dạ. Rồi rồi là cũng ra được. Đúng rồi. Chứ cách này thôi là trị nó dễ nhất. Còn nước thì... Con này thì sao này hư rồi. 10 năm rồi đó, sao hư được. Xem làm nhé. Mãng thì mang mông. Thích dùng thủy nhưng mà là tuyệt chiêu là dùng hỏa công. Đấy. Nước của con không không bao giờ cháy á, yên tâm, cứ thoải mái. Em sẽ có cái thùng sơn bên trên nhanh phình lên nhỉ. Con cái cò là không bao giờ cháy á, phải chỉ nhanh thế này không bao giờ cháy. Ok đó, mày thôi. Này, bỏ cái ra liền. Nóng rồi, nóng hơn rồi. Dạ. Thấy chưa? Nó nóng nóng rồi thôi. Nó kiểu nó tăng áp suất lên cả. Tự động đẩy lên. Không, các bạn thấy tuyệt vời không? Các bạn thấy tuyệt vời không? Cái cách này này. Dùng cái này khò và hơi nước nó đẩy lên. Khi nó nóng nó đẩy lên thì cực kỳ dễ luôn. Mặc dù mình đổ một tí nước thế này thôi các bạn. Nhưng mà khi mà nóng nó nở lên á, lực lên rất là mạnh. Bỏ sơ phá nó bay ra. Các bạn thấy clip hay tặng mình like nhá. Và nhớ chia sẻ với bạn bè các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé. Chào các bạn nha. Chào các bạn.